Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bát ngọc của Yuka theo cầu của tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cho Yuka. Thì Yuka ở mùa này á, thì vị tướng này nó cực kỳ là mạnh về cuối game nha mọi người. Vị tướng này nó tăng sức mạnh, nó rất là mạnh luôn. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ của ngọc Yuka. Là nói đầu tiên cho phép mình xin mọi người một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mình có thêm cái nhiều động lực, mình tạo ra thêm nhiều video để gửi đến tất cả mọi người nha. Thì khi chơi Yuka đó, cái đặc điểm rất là quan trọng mình không thể bỏ qua, đó chính là cái tỷ lệ chí mạng. Thì khi chơi chí này á, cái tướng này á, thì bắt buộc mọi người phải lên cho mình cái tỷ lệ chí mạng nha mọi người. Tướng này lên tỷ lệ chí mạng càng cao thì đánh càng đam. Và cái sự thay đổi đặc biệt rất là quan trọng ở mùa này, thì Yuka mình lên cho nó là cái tướng ở vị tướng này 10 viên ngọc tím, thì mình sẽ lên cho nó một số trang bị, đó chính là ngọc hút máu. Thì cái ngọc hút máu của vị tướng này bắt buộc mình cũng lên luôn, tại vì mùa mới cập nhật thì mình lên ngọc hút máu càng nhiều thì đánh nó càng đam, đi chulo nó càng ngon nha mọi người. Thì sau đây mình sẽ đi vào ngọc. Đầu tiên thì công nhật lý mình lên 22,2, tỷ lệ chí mạng là 8%, xuyên giáp là 82, hút máu là 12,8%, tất cả là cộng 2% nha. Rồi mình sẽ đi vào 10 viên ngọc đỏ trước. Thì 10 viên ngọc đỏ mình sẽ lên là công nhật lý là cộng 2, xuyên giáp là cộng 3,6 nha. Mình sẽ lên cho vị tướng này là 5 viên công nhật lý cộng 2, xuyên giáp là 3,6. Và 5 viên còn lại thì mình sẽ lên là tỷ lệ chí mạng là 1,6%, nên mình sẽ lên là 5 viên. Còn ngọc tím thì mình sẽ lên là hút máu 1,6%, mình lên 8 viên nha. 2 viên còn lại thì mình lên công nhật lý và tóc chạy. Còn ngọc xanh 10 viên thì mình sẽ lên là công nhật lý và xiên giáp. Công nhật lý là cộng 0,9, xiên giáp là cộng 6,4. Thì đây là cái bát ngọc của Yuka mùa này nha mọi người. Còn về cái phần trang bị thì mình sẽ dùng cho Yuka. Một là trang bị đi gần, hai là trang bị đi top nha. Thì mình sẽ đi vào cái trang bị đi top trước. Khi chơi Yuka đó thì khi đi top, nếu mà gặp thêm bạn những vị tướng mà lên thủ nó trâu quá, ví dụ như là những vị tướng là Omen, Vega nha, Athu, Lưỡi Bố, thì mình lên cái thương xuyên phá này nè, đánh nó sẽ rất là đam. Và món thứ hai mình lên chiếc giày kiên cường đó mọi người. Thường thì mình lên chiếc giày kiên cường. Thì lên chiếc giày kiên cường để mà mình kháng cái hiệu ứng từ sát thương phép rất là cao nha. Và món thứ ba đó, thì một thì mình có thể lên các tốc đánh. Còn hai thì nếu mà đi solo gặp mà đấu sĩ như là Florentino nè, Triệu Văn, Amelie hay là Battleline hoặc không đồ đó, là những vị tướng đó thì mình lên cái thanh kiếm trước nha. Thanh kiếm trước rồi cái nanh Phoenix luôn, tại vì thanh kiếm nó rẻ hơn tiền nanh Phoenix rất là nhiều, nên là mình ưu tiên lên thanh kiếm trước rồi tới nanh Phoenix nha. Thì cái này đánh rất là đam. Và muốn thứ năm này thì mình lên cái phức hợp kiếm. Nếu mà thường đi thì mình gặp những vị tướng mà bình thường thôi, nó không trâu cũng không sát thương cao, thì mình lên cái phối hợp kiếm trước cũng được nha. Rồi cuối cùng thì mình lên cái giáp của mệnh nha. Thì mắt giáp của mệnh thì mình lên một món thủ nào đó bất kỳ nha mọi người. Mọi người có thể chọn món thủ nào đó bất kỳ. Thì thường thường thì mắt giáp của mệnh á, mình lên một món thủ, thì mình lên cái món thủ này đây, cái ghiều nè. Khi mà đi solo á lên cái ghiều, còn nếu mà đi tập trung tem á thì mình lên cái áo tròn mọi người. Còn cái trang bị đi gần thì mình lên cái món đi gần thôi, mình thường lên cái ghiều. Mình cho Yuka thì mình lên cái ghiều nha. Món thứ hai cũng là giày kiên cường. Món thứ ba thì mình lên phức hợp kiếm, hoặc là mình sẽ lên cây thương xuyên phá nha. Thương xuyên phá đó. Thứ tư thì thánh kiếm hoặc là phức hợp kiếm luôn, cái nào cũng được. Rồi cuối thứ năm là lên cái nanh thôi. Cuối cùng là giáp phong mạnh. Thì đây là trang bị đi gần mình hay dùng cho Yuka. Còn về cái phần phù hiệu thì mình sẽ lên như sau, đó chính là cái sát thương chí mạng, phù hiệu ma chú nha mọi người. Thì phù hiệu này đánh sẽ rất là đam, tại vì cái lượng sát thương từ cái phù hiệu này gây ra rất là lớn nha. Rồi cái phần chia sẻ về bản ngọc Yuka đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào các video tiếp theo nha.